Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Bốn đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Thọ, Lê Văn Hồng 30 tuổi, Đỗ Văn Long 29 tuổi và Lê Khắc Thanh 22 tuổi, cùng chú ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trong số này, Nguyễn Đức Thọ là đối tượng đã có 2 tiền án. Cả bốn đối tượng đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp xe máy tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài. Đáng chú ý, các xe máy trộm cắp được bán với giá chỉ 600.000 đồng.